Màn múa lân đầy sôi động của các bạn trẻ gốc Việt đã mở đầu cho chương trình lễ hội cộng đồng vừa được tổ chức vào chiều ngày 22 tháng 10 ở thành phố Annadale, ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Những chương trình như thế này là một trong những sinh hoạt thường thấy, đặc biệt là trong dịp mùa thu mát mẻ tại các quận hạt trong vùng và thường là do chính quyền địa phương đứng ra tổ chức. Khi tới với những chương trình lễ hội này, mọi người sẽ được trải nghiệm những giá trị văn hóa riêng của các cộng đồng dân cư khác nhau cùng sinh sống trong vùng. Ở đây chúng tôi có một số vật phẩm đại diện cho văn hóa Mexico của mình. Ví dụ như bạn có thể thấy những chiếc mũ rộng vành, những đôi giày da cao cổ với hoa văn và họa tiết khá cầu kỳ. Hay bạn có thể cảm nhận được đời sống của người Mexico chúng tôi qua những con búp bê sặc sỡ mà người nông dân thường hay làm mỗi khi nông nhàn. Chúng tôi rất vui mừng khi có những cơ hội như thế này để giao lưu với những cộng đồng sắc dân khác cùng sinh sống ở đây. Hôm nay chúng tôi mang đến đây những sản phẩm vải batik, một sản phẩm văn hóa truyền thống quan trọng của Indonesia, và giới thiệu cả cái cách mà người dân chúng tôi tạo ra loại vải độc đáo này. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy một số đồ thủ công và trang sức đặc trưng của Indonesia tại đây. Chúng tôi rất vinh dự khi được góp mặt tại một chương trình nhiều ý nghĩa và sinh động như thế này. Chương trình lễ hội năm nay đã thu hút khá nhiều cộng đồng sinh sống trong vùng tham gia, bao gồm cộng đồng người gốc Bolivia, El Salvador, Honduras, Indonesia, Mexico, Nepal và Việt Nam. Bên cạnh những chương trình văn nghệ truyền thống, giới thiệu các sản phẩm thủ công đặc trưng của từng sắc dân, thì tất nhiên những người tới tham dự còn được trải nghiệm ẩm thực truyền thống của các cộng đồng dân cư này. Tuy vậy thì bên cạnh việc giao lưu, giới thiệu văn hóa lối sống của các cộng đồng dân cư khác nhau cùng sinh sống trong vùng, thì những chương trình lễ hội như thế này còn có một mục tiêu khác cũng quan trọng không kém. Sắp tới đây đó thì sẽ có rất nhiều những cái dịch vụ sắp tới mà ở quận Fairfax cũng như là ở các tổ chức phi lợi nhuận họ đang hỗ trợ cho cư dân ở đây, thì thông qua những cái sự kiện này đó thì cư dân sẽ được biết nhiều hơn. Và họ cũng có thể vì vậy là được hưởng lợi nhiều hơn cho cá nhân họ và cho gia đình của họ. Cộng đồng Việt Nam trong chương trình lễ hội năm nay đã giới thiệu với cư dân trong vùng và du khách tới tham dự những tà áo dài Việt Nam trong phần trình diễn những bài hát về quê hương đất nước của các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt sinh sống trên đất Mỹ. Bên cạnh đó thì bánh mì thịt nguội, chả giò cùng cà phê đen đá, cà phê sữa đá vốn từ lâu đã được khá nhiều người biết tới cũng được phục vụ tại khu vực ẩm thực của chương trình lễ hội năm nay. Ngoài ra thì các tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng gốc Việt cũng giới thiệu các chương trình bảo hiểm y tế, chương trình mua nhà lãi suất thấp và các dịch vụ an sinh xã hội khác cho bà con gốc Việt và cả các sắc dân khác sinh sống trong vùng tại chương trình này.